Vâng, lời nói đầu tiên cho phép Vũ Duy Long kính chúc chú chị lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Và hôm nay là buổi trưa ở Tây Nguyên thì Long đi lên suối chơi cho nên sẵn thấy cảnh đẹp quá rồi quay một bài luôn cả nhà. Rồi hôm nay Long xin gửi đến cô chú anh chị mình một tác phẩm mới của Long, bài Long mới sáng tác, ca khúc được mang tên Người đã cho tôi. Mong cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức. Nếu thấy hay thì cô chú anh chị cho Long một like nha cả nhà, nếu không hay thì cũng like cho Long nha. Cảm ơn cô chú anh chị mình rất nhiều. Cho tôi biết thương nhớ làm gì, người tặng tôi ngàn câu nói yêu thương. Ngọt ngào hôm qua nay đã xa mất rồi, để bây giờ người đau chính là tôi. Chuyện tình tôi giấc mộng, giấc mộng nào rồi cũng sẽ quên màu. Đường tình hai nơi khi ta chẳng chung đường, lưu luyến làm gì cho thêm sầu giấc mộng